che giấu trong một cơn ác mộng. Còn đó niềm đau âm thầm ngày xưa, tìm về nơi xót xa, yêu thương một thời đã qua. Vì sao ai nỡ buông tay mình em bước trên lối đi về nơi mịt mù? Chẳng lẽ chúng ta không còn nơi duyên? Nỗi niềm oan ức kia nức lên nghẹn đắng trái tim. Lỗi tại em, rồi em quá tin yêu. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng rồi che khuất bóng đêm dài. Một nụ hồng rực lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời sao mẹ thấy con bần thần lo lắng quá vậy? Có chuyện gì không? Hay là thằng Thanh nó đã làm gì con để con phải buồn phiền? Nói đi, mẹ sẽ bảo vệ cho con. Mẹ. Ừ? Con cứ suy nghĩ hoài à. Không biết là cuộc hôn nhân này có quá gấp gáp không? Sao con lại nói vậy? Không có gấp. Dạ. Con biết là mẹ thương con, nhưng mà con sợ đây không phải là thời điểm thích hợp. Con nói gì vậy con? Nè, bây giờ có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi. Con lo là anh Thanh với Hằng vẫn còn tình cảm với nhau. Bậy, làm gì có chuyện đó. Con yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà tại sao con lại nói như vậy? Tại vì con nghe được họ nói chuyện với nhau đó mẹ. Nó nói cái gì? Con nghe là anh Thanh nói là Hằng nghỉ việc đi, tránh xa anh Trung. Rồi anh Thanh còn hứa là sẽ trả nợ giúp cho Hằng nữa. Mẹ nghĩ đi, nếu như mà không còn tình cảm, không còn thương, tại sao phải lo lắng coi Hằng có sống sung sướng hay không? Trời đất ơi, cái kiểu này là tại con quỷ Hằng. Nó lại dụ dỗ thằng Thanh. Nó biết là thằng Thanh mềm lòng, cho nên nó muốn trục lợi thằng Thanh thôi hà. Ngày mai là hai bên gia đình gặp mặt nhau rồi. Con sợ là sau khi hai bên gia đình nói chuyện đàng hoàng với nhau mà anh Thanh với Hằng còn vậy thì mẹ ơi. Hả? Không mấy mình hoãn lại một thời gian đi mẹ. Ê, không 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 không, không có quản gì hết, nghe chưa? Nhất định ngày mai á mẹ sẽ bắt thằng Thanh có mặt. Còn cái chuyện mà thằng Thanh với con Hằng á, bảo đảm với con á là không có cái gì hết á. Không bao giờ có cái chuyện mà thằng Thanh với con Hằng quay trở lại với nhau. Con yên tâm đi, không có sao đâu nha. Có mẹ mà, nha con. Dạ. Con người gì mà chảnh chẹ thế, ớn luôn. Đã vậy còn đanh đá xấu tính, tưởng có một xíu tiền là ngon lắm vậy. Bởi vậy nồi nào úp dung nấy thôi. Rốt cuộc hai người nói ai vậy? Con Mỹ. Chứ ai. Nói xấu mà cũng cần phải tiếp sức nữa hả? Rồi mọi người nói một câu vậy, chừng nào mới xong? Bởi thằng này không biết gì hết trơn á. Phụ nữ một khi mà đã có đối tượng nói xấu á thì không bao giờ ngưng được đâu. Có thời gian đi nói xấu người khác á thì đi quan tâm tới chị của mấy người đi. Ai? Chị Hằng hay chị Minh?
Chị Minh. Chị Minh có gì đâu lo. Ai nói không lo. Chị Minh với ông Phong á, như mèo dần chuột, như gà lùa thóc vậy đó. Chưa biết ai là gà ai là thóc nha. Con lại sai nữa rồi. Với tính cách của con Minh á, thì mẹ thấy thằng Phong á, cần phải dè chừng nó đó. Đúng, cô luôn đúng. Chị Minh á nha, ai mà lạng quạng á là chỉ xử liền. À, mình quay lại vấn đề chính đi cô. Ừ. À con, hồi nãy cô thấy con nhỏ kia nó vô nhà bà Lê đó. Chắc là lại diễn trò để cho bà thương hại nó đó. Con thấy ghê chưa? Không ngờ con có thể gặp được cái thể loại người như vậy trên đời á. Đã là người thứ ba rồi mà còn không biết điều, nghĩ là mình chính thất vậy á. Giả tạo, ghét gì đâu. Nè con. Dạ. Đáng lẽ ra gặp để nói chuyện quan trọng á là phải ở nhà, tại sao lại phải hẹn ở ngoài nhà hàng? Đây là ý của mẹ Mỹ mà, con cô không rành nữa. Nè. Dạ. Con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Dạ không có. Con nghĩ gì đâu mẹ. Nè, nghe mẹ dặn nè. Dạ. Gia đình con Mỹ á là gia đình danh giá, một lát gặp người ta mình phải nói năng cho đàng hoàng nghe chưa, đừng có nói cái gì sai sót rồi người ta coi thường mình, nhớ không? Con nhớ rồi mẹ. Ê, con Mỹ tới rồi kìa. Dạ con mời mẹ. Dạ. Mẹ. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào chị. Dạ. Mẹ, để con giới thiệu nha. Đây là cô Lê, mẹ của anh Thanh. Còn đây là anh Thanh, làm chung công ty với con đó. Mời mọi người dùng thử móng tay này đi. Dạ. À, chị ơi, chuyện cưới xin của tụi nhỏ đó chị. Tôi nghĩ là Mỹ nhà tôi từ nhỏ đã được giáo dục trong khuôn phép của gia đình gia giáo và nề nếp. Tuy không thể nói là tài phiệt gì, nhưng tôi có thể tự hào về việc con tôi được phát triển trong điều kiện đầy đủ nhất. Vì vậy cho nên là cháu sau này có về làm dâu nhà chị, thì cho dù có điều gì cháu không quen, không phải, thì mong chị thông cảm và bỏ qua cho. Đây không phải là chê nhà mình nghèo khiến con Mỹ sống không quen sao? Chị ơi, chị yên tâm đi, không cần phải lo gì hết á. Tôi coi con Mỹ như ruột thịt của mình vậy đó. Có gì á, tôi sẽ luôn bảo ban con nó, chứ không có hạt sách gì nó hết á. Ừ, chị cứ tự nhiên dùng đi, nếu không thức ăn nguội thì sẽ không ngon. Dạ, tôi mời chị ăn. Dạ. Cứng quá. Ủa, chị không quen dùng món này hả? À, chắc là chị chưa từng tới không gian như vậy bao giờ. Hèn chi. Mẹ. Đây, để con làm cho. Nè mẹ. Dạ thưa cô, mẹ con là tiếp người phụ nữ truyền thống, không có quen dùng ngoại ngữ hay là ăn những món tây này. Không có rành cũng không sao đâu. Nhưng mà mẹ con là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Mẹ đã tận tụy nuôi con tới ngày hôm nay. Nên là cái việc mẹ con không dùng quen mấy món tây á, con thấy cũng là không có vấn đề gì lớn. Cậu đúng là đứa con có hiếu. Chưa gì mới đây mà cậu đã dám bật lại mẹ vợ tương lai như vậy rồi. Dạ con không có ý đó đâu cô à. Chị ơi, chị thông cảm nha. Vì mấy cái thứ này tôi không có xài quen. Nhưng mà tôi hứa với chị là lần sau tôi sẽ tập, sẽ học ạ. Dạ, mẹ con không có ý đó đâu ạ. Không sao đâu ạ. Cũng may là mẹ chọn gặp mặt ở bên ngoài. Ít nhất cũng để xem đối phương là người thế nào. Chứ lạ như vậy làm sao dám mời vào nhà mình được con. Cô. Có vẻ là cô đã quá coi thường gia đình con rồi đó cô. Con nghĩ là ngày hôm nay không có phù hợp để hai bên gặp mặt đâu. Để hôm nào mà tâm trạng con thoải mái hơn đó, thì hai gia đình mình gặp mặt tiếp. Được,
Nếu cậu nói như vậy thì cứ như vậy đi. Còn chuyện cưới hỏi từ từ mình tính sao cũng được. Thôi mình về thôi mẹ. Cô, mẹ con không có ý gì đâu cô. Anh Thanh bình tĩnh đi. Lúc khác mình gặp. Đi mẹ. Xin phép chị nha. Mẹ về nha Mỹ. Cô. Anh Thanh. Bà muốn gì? Tôi đã làm theo những yêu cầu của bà rồi. Tại sao không diễn tròn vở kịch ngày hôm nay? Cô chỉ kêu tôi là không khai thân thế thật sự của cô thôi. Chứ cô đâu có kêu tôi phải tôn trọng cái đám cốc ghẻ đó đâu. Bà. Mấy bữa nay cô thấy trong người sao rồi? Cô thấy cũng khỏe rồi con. Sao? Hôm nay con làm công ty thấy thế nào? Có quen việc không? Con cũng quen việc rồi cô. Khi nào mà quen việc rồi á, thỉnh thoảng con ghé cô chơi nha. Không có con, cô buồn lắm. Cô cứ yên tâm đi. Rảnh á, là con ghé thăm cô à. Mà dạo này cô có thèm ăn món gì không? Để con làm cho cô ăn. Không, cô không thấy thèm món gì hết. Cô sao vậy? Có chuyện gì hả cô? Gần tới ngày giỗ của Nhi rồi. Phải chi cô khỏe hơn thì cô đi đến mộ để thăm nó. Con sẽ đi thăm em Nhi. Em Nhi có đặc biệt thích hoa gì không cô? Nó thích hoa lan trắng. Cô đừng có buồn nữa nha. Con sẽ thay cô mua hoa lan trắng tới thăm em. Cảm ơn con nghe. Dạ. Tao đã nói không là không. Sao hai đứa bay lì quá vậy hả? Tụi bay ăn dầm nằm về ở tiệm của tao 3-4 ngày rồi không thấy chán hay sao? Thôi mà ông già, bạn tôi năn nỉ cỡ đó rồi, đưa điện thoại lại cho bạn tôi đi. Không. Nè, bây giờ chú mà không á thì... Thì gì hả? Muốn làm gì hả? Nè nè, ê ê, mày muốn cướp phải không hả? Mình định giở chiêu trò gì đây? Nè nè nè, tao cảnh báo cho mày biết nghe chú... Bây giờ mà mày giở một cái chiêu trò nào ra với tao ha, là tao báo công an cộng đồng mày á. Trời ơi, ai có làm gì chú đâu mà chú báo công an. Thì chú không đưa tôi ăn dầm nằm về ở đây, khi nào chú đưa thì tôi mới đi. Mà tao nghĩ cũng kỳ thiệt ha. Tao không biết lý do gì tại sao tụi bay phải nằng nặc là phải chuột lại cái điện thoại này cho bằng được. Nó là cù bắp mà. Thì hồi trước á, tôi lỡ lấy điện thoại của anh trai này nè, mà trong đó có kỷ niệm của ảnh, nên là tôi muốn chuột lại để trả cho ảnh thôi. Thôi thôi đi, mày đừng lý do lý trấu gì đây nữa. Đi đi. Anh Năm, trời đất ơi, lâu quá mới gặp lại. Nay anh khỏe không? Nay rồng tới nhà tôm nghe. Sao, ghé mua điện thoại hả? Mà bộ tiệm ông bán rau nữa hả? Tới đây mua điện thoại chứ mua cái gì? Nói chuyện nghe kỳ cục à. Thiệt. Ê, chú. Ủa, ông là ai vậy chú? Tình địch. Ồ. Anh Năm, anh muốn mua điện thoại gì? Anh nói đi, tôi lựa cho anh. Thôi đi, tiệm ông chắc không có đâu. Tôi qua tiệm khác tôi mua quá à. Đi dạo một vòng mà không thấy mẫu mã nào ưng ý hết á. Toàn là ba cái đồ cũ đâu á, đem về bán đại. Mà ông buôn bán không chịu cập nhật mẫu mã, hèn chi cứ nghèo hoài, ngóc lên không nổi là đúng. Hả chú? Hôm bữa cháu đặt hai cái điện thoại chú mang về cho cháu chưa? Trời ơi, lâu quá, nôn quá, không ngủ được, lo tới đây gặp chú luôn nè chú. Đúng không? Đúng rồi. Mà em nữa. Trời ơi, nó đặt chú Tám nó là 10 ngày có thì 10 ngày có. Kêu anh ra đây hối chú Tám hoài làm gì vậy hả? Trời ơi, anh không biết thôi á. Hai cái điện thoại đó là phiên bản giới hạn, chứ không phải ai muốn là cũng có đâu. Phải nhờ chú Tám đây nè, mình mới có được cái phiên bản giới hạn tốt như vậy, đúng không? Ủa mà chú, chú cũng mua điện thoại bản giới hạn hả, đúng không? Được á, ở đây đúng đúng chỗ là chú đặt á. Chú thấy cái tiệm nhỏ vậy thôi chứ ngoại hổ tàng long á, điện thoại nào cũng có à.
chỉ sợ là không có tiền mua thôi, có đúng không chú Tám? Đúng rồi, mà hai đứa bay tân bốc cũng vừa thôi, cái chuyện mà đặt mua điện thoại ai mà đặt không được. Trời đất ơi, tao làm chuyện đó ở đây hà rầm. Anh Năm, anh lựa được cái nào chưa? Hay là anh lấy cái điện thoại hàng hiếm như là hai tụi nhỏ đi ha. Tôi có chuyện gấp rồi, để bữa khác tôi ghé. Dạ. Anh Năm, anh Năm, không mua điện thoại hả anh Năm? Tưởng ăn hiếp được chú Tám hả? Sao khách khó tính vậy mà chú nhường ông chị? Thôi, tính ông vậy đó hay cà khịa lắm, tao quen rồi. Kệ ông đi. Ê, mà tao nói thiệt nha, cái chuyến này á, ông bị hai đứa bay làm cho bẻ mặt, tao nghĩ là lần sau ông không dám lại đây nữa đâu. Thôi khỏi tới chú, tới mất công xài sở chú thêm. Nè, em đói bụng chưa? Mày đi ăn ha. Đi. Ê, chú Tám, khoan đã, chờ chút. Nè, tao thấy mấy ngày nay á, hai đứa bay cũng có lòng, với lại hồi nãy mới cứu tao một phen, cho nên bây giờ tao trả điện thoại lại cho tụi bay. Dạ, cảm ơn chú. Tao nói lộn, tao cho tụi bay chuộc lại. Được được được. Dạ. Dạ, tiền này chú. Trời ơi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Chú. Dạ, cảm ơn chú nha. Hằng, sao anh lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Tôi mới là người hỏi cô đó. Tại hôm nay là giỗ của Nhi nên tôi mới... Em tôi không thích loại nến này, phải là nến thơm. Nhang cũng nên là nhang thơm. Cô ra đợi với tôi. Cô nhận lấy đi. Tôi xin lỗi vì chuyến đi lần trước làm hư giày của cô. Tôi đền lại cho cô. Anh đưa quà cho tôi ở đây á hả? Cô đừng hiểu lầm, đây là đền lại cho cô. Sao không? Cô sợ tôi hại cô à? Mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Tôi biết lúc cô còn ở công ty lần. Anh theo dõi tôi hả? Không, chỉ là tôi vô tình nghe được cô đặt hoa lan trắng, loài hoa mà em tôi thích và giàu nghề dỗ của nó, thì tôi nghĩ là cô sẽ đến đây. Làm sao mà cô biết là em tôi thích hoa lan trắng? Mẹ anh nói. Mẹ có nói gì về tôi không? Cô lúc nào cũng khen anh là người tinh tế, biết quan tâm người khác, mà tôi không tin đâu. Cái đó thì tùy cô thôi. Tôi đang thẩm tra lại tất cả mọi chuyện liên quan tới cô. Bao gồm những chuyện gì? Tôi xin lỗi. Chúng tôi có một bí mật động trời mà chắc chắn anh sẽ hứng thú. Phong, alo. Gọi ai vậy? Anh nói vậy là sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng mà bây giờ tôi đang ở xa. Khi nào tôi về Sài Gòn tôi sẽ liên lạc với anh. Vậy nha. Trung gọi. Rốt cuộc là tin tức quan trọng tới mức nào chứ?
sao giờ này còn ở đây nữa? Em đi làm trễ, bà chủ bà giận bà la đó nha. Bình thường á, mấy chuyện này chị Minh làm không à, cho nên nó giờ không có chị Minh em phải làm nè. Em tính làm xong rồi đi làm liền á. Ừ. Chị, mấy ngày rồi sao em thấy chị Minh gọi về ta? Bữa bà nói chị là đi có 2-3 ngày à. Hôm bữa cũng gọi điện về, nói là đi trễ ngày. Mà sao tới bây giờ trễ mấy ngày rồi mà không thấy báo gì hết? Hay là chị Minh bí mật đi hẹn hò tuần trăng mật rồi? Khủng quá à. Trước khi đi á, bà cũng nói với chị một vài điều. Nói gì chị? Nôm na là kiểu không phải đi chơi hay đi hẹn hò gì đâu, tâm trạng không phải kiểu đó. Nè, bà Minh bà có nhắn gì cho em không vợ? Dạ không. Sao cảm thấy bất an lo lắng quá ta? À, hay chị gọi cho ông Phong thử đi. Sao vậy chị? Khóa máy rồi. Để em gọi chị Minh thử. Khóa máy luôn rồi chị ơi. Không lẽ trùng hợp tới mức điện thoại hai người hết pin cùng một lúc rồi quên cả cục sạc luôn hả ta? Đâu có, em thấy chị Minh có đem theo cục sạc mà. Có khi nào hai người đó bỏ trốn rồi không? Điên quá à. Có tội tình gì đâu mà phải bỏ trốn. Trước khi đi á, hai người còn nói với chị là đi khảo sát nhà vườn gì mà. Chị, bây giờ mình phải làm sao? Chắc chị phải xin nghỉ ngày đi kiếm bà Minh quá. Để em gọi ông tí luôn. Em ơi, cho chị dạ. Hỏi chị Minh còn làm ở đây không vậy em? Dạ không chị. Vậy mấy bữa nay chị có ghé đây không? Dạ không ạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn. Dạ chào chị. Mẹ ơi. Sao vậy con? Chị Minh có qua đây không? Có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy? Mất liên lạc với chị rồi. Mẹ có thấy chị ở đâu không? Mà có chuyện gì? Kỳ ta. Mà chị không có qua đây hả? Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì với con Minh? Thôi, nếu mà chị có ghé thì mẹ gọi cho con nha. Thôi con đi. Con đi nha mẹ. Có khi nào chị Minh với anh Phong bỏ xứ mà đi không? Khùng quá à. Đồ đạc còn ở đây, bỏ xứ đi cái gì mà bỏ xứ? Không lẽ bọn họ xảy ra chuyện trước khi về miền Tây? Hả? Cũng có khả năng. Không, mà không đúng. Sao chị? Không, nhưng mà chị nhớ rõ ràng luôn là cỡ một ngày trước khi đi về miền Tây, Bình Minh có gọi cho chị nói là sẽ ở lại thêm một ngày. Nếu mà xét về thời điểm thì rõ ràng là lúc đó Bình Minh với lại anh Phong phải ở miền Tây rồi chứ. Rốt cuộc họ làm cái gì vậy ta? Hả? Chị làm gì vậy? Đến nước này rồi, không có đoán mò được đâu. Cái này gọi là mất tích rồi đó. Mình phải báo công an. Trước khi ra khỏi nhà, cô Bình Minh có điều gì bất thường không? Dạ, không có. Bình Minh nói là xuống miền Tây khảo sát nhà vườn. Mà điều này cũng rất hợp lý với kế hoạch kinh doanh của tụi tôi, cho nên là không có ai nghi ngờ gì hết. Cô có nghĩ có khả năng nào là cô Bình Minh và anh Phong cùng nhau bỏ trốn không? Chắc không có đâu. Bọn họ có tình cảm với nhau, nhưng mà không có bị ai cấm đoán hết. Với lại không bị mắc nợ hay là thù oán gì với ai, cho nên là không có lý do gì để bỏ trốn hết đó. Mà tôi thấy ở nhà vẫn còn đồ đạc của Bình Minh, hầu như là không có đem gì nhiều hết đó. Như vậy cho đến thời điểm hiện tại, cô đã mất liên lạc với hai người họ hơn 24 giờ. Ngày đầu tiên khi mà rời đi thì họ có liên lạc, nói là sẽ ở thêm một ngày nữa so với dự kiến.
Lúc đó nếu mà tính tổng thời gian thì là khoảng 4 ngày. Nhưng mà tính tới hôm nay thì cũng đã 5-6 ngày rồi đúng không? Ừ. Chúng tôi có liên lạc thử với cả hai người, nhưng mà đều tắt máy hết, không có liên lạc được luôn. Được rồi, chúng tôi đã ghi nhận trường hợp của cô. Bây giờ chúng tôi sẽ lập hồ sơ để kiếm hai người bạn của cô. Dạ. Nếu cô nhớ thêm được gì, cô cứ liên hệ với chúng tôi, để trong quá trình tìm kiếm được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Cảm ơn anh. Ừ. Tụi con đừng có lo lắng quá. Biết đâu thằng Phong với con Minh rủ nhau đi đâu đó chơi thì sao? Con nghĩ là không phải đâu. Từ hồi nào tới giờ bà Minh ba không có thủ tiếp là thích đi chơi hay là đi du lịch cái gì hết đó. Dạ đúng rồi đó. Nếu mà có đi chơi thì chị cũng sẽ nói với tụi con một tiếng. Đằng này chị không có gọi điện thoại về mà liên lạc với chị cũng không được nữa. Rồi bên công an có liên lạc gì chưa? Cô thấy hình như tụi con báo công an cũng đã lâu rồi mà. Dạ. Có thể là họ chưa tìm ra, chứ có là họ sẽ báo cho mình mà. Hả? Alo. Cô có phải là Nguyễn Thanh Hằng không? À, dạ đúng rồi anh. Tôi là thiếu tá Nguyễn Hữu Dương, phòng điều tra hình sự số 2, công an thành phố. À, công an gọi. Sau khi nhận được đơn trình báo mất tích của cô, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm các khu vực mà hai người bạn của cô có khả năng lùi tới. Kết quả là họ phát hiện thi thể nữ được cho là tương đồng với miêu tả của cô và cô Phạm Bình Minh. À, anh nói là phát hiện thi thể hả? Bạn của cô được xác định là tử vong 4 ngày trước ở một khu rừng trống. Sao lại tử vong? Thi thể. Mẹ, bình tĩnh đã, chắc có gì nhầm lẫn thôi. Dạ. Anh ơi, bây giờ tụi tôi có thể tới để nhận diện thi thể được không ạ? Có thể. Chúng tôi cũng muốn liên hệ với người nhà để đến cơ quan xác nhận, càng sớm càng tốt. Vậy còn người nam thì sao? Anh Phong thì sao anh? Ở hiện trường chỉ có một thi thể nạn nhân là nữ. Về người đàn ông, chúng tôi vẫn đang tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Mẹ. Dạ, cảm ơn anh đã báo. Chúng tôi sẽ tới cơ quan công an ngay lập tức. Không phải như vậy đâu. Chị Minh mới ở đây mà. Chị còn nói chuyện với em, kêu em dậy đi làm nữa. Chị còn hẹn là khi nào lãnh lương, còn dẫn em đi nhậu nữa mà. Sao mà chết được? Không sao. Không phải đâu. Cái này nhiều khi là trùng hợp hay là nhầm lẫn gì đó. Bây giờ tụi mình chưa có ai tận mắt chứng kiến hết, đúng không? Ừ. Đúng rồi đó con. Tụi con bình tĩnh đi. Từ từ rồi mình lên công an mình kiểm chứng coi sao đã chứ. Chắc không phải đâu. Chưa chắc gì, đó là cô Minh mà. Đúng rồi. Nghe lời mẹ với chị Hằng nha. Bình tĩnh lại, nhiều khi là nhầm lẫn thôi. Không biết, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa đây. Chuyện gì bây giờ tụi con phải chạy lên công an mới biết chuyện gì chứ. Đi nhanh lên đi. Đi. Dạ, đi đi. Đi. Tôi là thiếu tá Nguyễn Hữu Dương, người liên lạc với cô lúc nãy. Tôi biết là mọi người đang bối rối và đau lòng, nhưng mà mọi người hãy bình tĩnh, hãy xem và nhận diện người thân của mình. Dạ, tôi hiểu. Sao mà Bình Minh lại chết như vậy được? Tại vì bình thường Bình Minh không hề có thù oán gì với ai. Trước khi cô ấy đi, cô ấy không hề có biểu hiện gì kỳ lạ. Tinh thần lẫn thể chất đều rất là bình thường.
không hề lo sợ hay là cảm giác bất an hay là lo lắng gì hết. Ngược lại là cô ấy còn nói với tôi là yên tâm chờ cô ấy về nữa mà. Nguyên nhân cái chết bước đầu được xác định là do mất máu và tổn thương vùng đầu. Nạn nhân bị sát hại bằng vật thô nặng. Và theo như thông tin cô cung cấp, người đi cùng với nạn nhân là Trần Văn Phong, 35 tuổi. Y là người có tiền án tiền sự và có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Tuy nhiên, người này cũng đang mất tích. Không thể loại trừ khả năng anh ta chính là hung thủ giết Bình Minh rồi bỏ trốn. Ý anh là anh Phong giết hại Bình Minh hả? Không không, tôi không nghĩ vậy đâu. Phong là đối tượng luôn nằm trong sự giám sát của cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra một chi tiết. Bình Minh và Phong đã quen biết nhau từ trước. Phong đã từng bị Bình Minh lừa lấy điện thoại cách đây 3 năm. 3 năm trước hả? Không, có nhầm lẫn gì không? Tại vì tôi chưa từng bao giờ nghe họ nhắc về chuyện này hết. Theo thông tin thu thập được, hai người họ có hiềm khích từ trước. Phong đã từng bị mất một chiếc điện thoại và cho rằng nạn nhân đã lấy nó. Ý anh là bây giờ anh Phong tiếp cận với Bình Minh là để lấy lại cái điện thoại, rồi không lấy được cho nên là mới sát hại Bình Minh. Không thể nào như vậy được. Tại vì anh Phong với Bình Minh đó là không hề có gây gổ hay là có xích mích gì với nhau hết, mà bây giờ tự nhiên chỉ vì cái điện thoại mà vô lý lắm. Thực ra vẫn chưa đủ chứng cứ để nói lên điều gì. Bây giờ chúng tôi rất cần cô cung cấp thêm thông tin. Bất kỳ một manh mối nào cũng rất đáng giá trong vụ án này. Tất nhiên chúng tôi cũng không vội vàng kết luận anh Phong là thủ phạm khi chưa đủ chứng cứ. Hiện tại vẫn đang là đối tượng tình nghi, cô cũng hiểu cho. Đây là điều mà chúng tôi luôn phải xét đến và không loại trừ bất cứ khả năng nào hết. Tất cả những gì tôi biết tôi đã trình báo hết rồi. Thậm chí là cái lúc tạm biệt tôi, Bình Minh và anh Phong không hề có dấu hiệu gì lục đục hết. Họ cũng không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ đi luôn. Bình Minh chỉ nói với tôi là đi khảo sát nhà vườn thôi. Họ không hề đến bất kỳ nhà vườn nào trong danh sách cô đưa cả. Ủa, vậy tôi không hiểu là rốt cuộc là họ đi đâu, họ làm gì để rồi lại phải tử nạn ở miền Tây đến như vậy. Thật ra hiện trường xảy ra vụ án này không phải ở miền Tây, mà là ở khu đất trống ở ngoài ô thành phố. Cái gì? Tưởng đem mấy miếng sườn qua mua chuộc được tụi tôi nha. Ai mà thèm ăn. Ủa không ăn sao đem đi luôn vậy? Hằng, anh đến để chia buồn với em. Anh xin lỗi, hôm đám tang anh có việc bận không đến được. Cảm ơn anh đã có lòng. Anh không ngờ cô ấy đã đi đột ngột như vậy. Em đừng đau lòng quá nha. Chị, tôi muốn thắp cho cô ấy một nén nhang. Từ
tôi xin phép. Anh đưa Mỹ về nha. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là có nhầm lẫn gì đó. Mỹ, cảm ơn em. Em đã bỏ qua hết khúc mắc để cùng anh đến giếng bạn của Hằng. Dạ. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình về thôi. Vậy là anh cũng không biết những ai có thù quán với nạn nhân. Nhưng gì tôi biết á, tôi đã nói hết rồi. Chẳng qua tôi có biết nạn nhân, chứ cũng không thân thiết lắm. Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra. À, còn một vấn đề nữa. Anh cứ trình bày. Tôi nghĩ trước thời điểm mình tử vong, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của một người tên Phong. Anh nói sao? Vì sao anh chắc chắn đó là thời điểm trước khi nạn nhân tử vong? Nội dung cuộc hội thoại đó là gì? Trước tiên tôi nhận được tin nhắn của Phong với nội dung là chúng tôi có một bí mật động trời mà chắc chắn anh có hứng thú. Tôi lập tức liên hệ lại với Phong á. Thì anh ta nói là chúng tôi có tin rất quan trọng cần nói với anh, nhưng mà hiện tại không có ở thành phố, khi nào về sẽ gặp nói chuyện rõ hơn. Lý do mà tôi nghĩ Bình Minh còn sống á là bởi vì khi nói chuyện với Phong, tôi nghe được tiếng nói của Bình Minh. Hơn nữa Phong luôn nói chúng tôi, tức là anh ta và Bình Minh đi cùng nhau. Tôi nghĩ là thật sự họ muốn gặp tôi để trao đổi một việc gì đó. Họ không có nói rõ bí mật là gì sao? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên đó chỉ là phán đoán của tôi. Về sau tôi không rõ là họ có đi cùng nhau không. Vậy anh có suy đoán bí mật kia liên quan đến chuyện gì không? Nhưng rốt cuộc là anh ta muốn cho mình biết bí mật gì? Liệu mình đã bỏ qua điểm gì quan trọng không? Cuộc đời ấy, nhìn có vẻ bất công, nhưng mà thật ra nó luôn sòng phẳng. Nhiệm vụ của hai chị em mình bây giờ ấy, là không bất mãn, luôn luôn cố lên. Cố lên. Ừ. Số chị mình khổ thiệt. Sống thì không trọn vẹn, chết thì oan ức. Đúng rồi, quan trọng là bây giờ mình sống như thế nào thôi. Tương lai chính là do ngày hôm nay quyết định. Vô. Bây giờ Bình Minh không còn nữa. Nhìn khắp căn phòng này, đâu đâu cũng có bóng dáng của Bình Minh. Bây giờ tụi tôi phải làm sao đây hả Minh? Bây giờ không còn chị Minh, không ai gọi em mỗi sáng để đi làm, không ai la em, không ai nấu cơm cho em. Em nhớ chị Minh. Nếu như mà anh thấy tôi nghỉ phép quá nhiều thì anh yên tâm đi, từ ngày mai tôi sẽ đi làm. Tôi xin lỗi vì đã không thể đi làm sớm hơn. Không, tôi thấy cô nghỉ còn ít đó, cứ nghỉ thêm đi. Đây đâu phải là chuyện bình thường đâu.
mà bắt cô phải đi làm ngay. Cô cũng đang đau lòng lắm mà. À, tôi không muốn nhân viên của mình á làm gì trong tình trạng thiếu ổn định, thiếu tập trung, cô hiểu mà đúng không? Đầu óc của một người lãnh đạo luôn biết cái gì tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Đến cuối cùng á vẫn là chất lượng của công việc chứ không phải tình cảm gì đâu. Cô đừng có cảm kích hay là hiểu lầm gì tôi. Anh cứ yên tâm đi, tôi hiểu mà. Nhưng mà tôi vẫn rất là cảm kích vì anh đã hiểu cho tôi. Cảm ơn anh. Đừng quá đau buồn. Thật tôi không thể nào tin được. Hôm đó là lần cuối mà tôi gặp Bình Minh. Nếu mà tôi biết á, đó là chuyến đi mà sẽ không bao giờ trở lại, nhất định là tôi sẽ không để cho Bình Minh đi đâu. Hằng, thật ra có một chuyện á, tôi nghĩ là cô nên biết. Thông tin này tôi cũng đã cung cấp cho bên công an. Trước khi Phong mất tích và Bình Minh bị sát hại, họ có liên lạc với tôi. Liên lạc với anh? Để làm gì vậy? Phong nói họ sẽ mang đến cho tôi một bí mật quan trọng. Bí mật quan trọng hả? Mà giữa Bình Minh với anh Phong có liên quan gì tới anh mà có bí mật chứ? Họ không nói, họ hẹn gặp trực tiếp khi trở lại thành phố. Nhưng mà sao họ lại liên hệ với anh? Đáng lẽ ra phải liên hệ với tôi chứ. Tôi không biết nữa. Nhưng mà sau đó họ có liên lạc với anh thêm lần nào nữa không? Không. Cô đang nghi ngờ tôi đúng không? Tôi xin lỗi, nhưng mà bây giờ tôi không thể loại trừ bất kỳ một ai hết, kể cả anh. Nhưng mà những điều anh vừa chia sẻ là anh đã nói hết hay là anh chỉ nói một phần thôi? Rồi có sự thật nào sau chuyện này nữa hay không? Tôi khẳng định với cô, tôi không liên quan tới cái chết của Bình Minh. Còn tin hay không, đó là chuyện của cô. Những gì tôi biết, tôi nói hết cho cô biết rồi. Cô còn nghi ngờ tôi không? Không. Nhanh vậy sao? Tại vì bây giờ tôi không có chứng cứ gì để nghi ngờ anh hết. Tôi cũng không muốn nghi ngờ anh hay là bất kỳ ai. Nếu mà anh đã khẳng định như vậy thì thôi, bây giờ chúng ta cứ chờ chứng cứ khác xuất hiện vậy. Nhưng Bình Minh là bạn của cô, cũng xem như là người nhà của mình. Vậy chứ bây giờ anh muốn làm sao? Anh muốn tôi nghi ngờ, chụp mũ, thù hận anh hay gì? Sự thật hả? Bây giờ sự thật có ý nghĩa gì khi Bình Minh đã mất rồi? Mà trong khi bây giờ có một chuyện chưa rõ ràng gì hết mà tôi căm hận anh. Như vậy quan ức cho anh lắm. Tôi không làm được đâu. Tôi không muốn ai bị tổn thương hết. Nếu đổi lại là mình, chẳng phải mình sẽ nguyền rủa của ta hay sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Vì chưa điều tra kỹ mọi chuyện mà tôi đã đổ hết mọi uất hận của mình lên người của cô. Điều tra chuyện gì? Cái... Anh đang nói về chuyện tai nạn mà tôi gây ra đó hả? Bây giờ tôi không quan tâm là anh nghĩ cái gì đâu. Với lại đây là câu chuyện khác hoàn toàn. Tôi gây ra tội thì tôi bị trừng phạt, đâu có quan ức gì đâu. Đúng mà. Chuyện đó tôi cũng chả có tư cách gì để hy vọng là nhà anh phải tha thứ cho tôi hết. Quan trọng là bây giờ tôi biết là mình phải làm gì. Mình phải nên như thế nào để chuộc lỗi lại, ít ra để khoảng đời còn lại của tôi được sống ý nghĩa hơn. Điều tôi mong ước nhất bây giờ là phía công an nhanh chóng tìm ra sự thật là tại sao Bình Minh lại bị sát hại. Anh Phong đang ở đâu? Không biết là anh Phong có phải là người làm hại Bình Minh hay có liên quan gì tới chuyện này hay không? Đúng á, là người đã đi rồi. Nhưng mà ít ra cũng phải đi một cách rõ ràng chứ. Tôi không muốn Bình Minh chết một cách oan ức như vậy đâu. Đôi chân đi về nơi tương lai, có hoa có nắng có chân tình. Vì cuộc đời lại trao đến em cơ hội thứ hai. Nỗi đau ngày xưa hay ngủ yên lại trên lên sắc hương là chính em. Nếu như cuộc đời sao trái ngang, lòng người hợp tan quá vội
bên.